Video này chúng ta sẽ tìm hiểu về chiếc bóp sạc kèm pin dự phòng của SoulSight. Thì đây là một chiếc bóp sạc mà có thể sạc được 4 pin 18650 đồng thời và nó là 4 ngăn riêng biệt. SoulSight cái phiên bản là E3S. Đầu vào của nó sẽ là 4 pin 18650. Thì nó có thể sử dụng để ra với cái công suất lớn hơn 10W và nó hai đầu ra USB 1 và USB 2. Tổng đầu ra USB 1 và USB 2 là lớn hơn 3,5A. Thì cái phiên bản này nó có cái màn hình LCD. Cái màn hình này sẽ giám sát cái trạng thái của từng cái pin một, chúng ta có 4 pin. Đây là tờ hướng dẫn sử dụng của chiếc bóp sạc và khá là dài, yếu là toàn tiếng Trung Quốc. No battery, full battery, battery fail, sai. Đây là cái dung lượng của pin, thời gian. Đó là chúng ta sẽ lắp pin rồi chúng ta sẽ thử. Có cả tiếng Anh nữa, khá là nhiều ngôn ngữ. Xem tiếng Anh là chỗ nào. Đây, tiếng Anh ạ. Pin dự phòng có thể dùng như là một bộ sạc hoặc là cũng như là một cái pin dự phòng. Nếu như bộ sạc thì nó sẽ là bộ sạc của 4 pin 18650 độc lập. Một số tính năng ví dụ như là cái dung lượng tối đa lên đến 14.400 mAh cho 4 pin. Như vậy với 4 pin này thì cái dung lượng mỗi pin nó sẽ phải cỡ khoảng độ tầm 3.500 mAh. Bên trong chiếc bóc sạc thì chúng ta sẽ có một cái dây micro USB nhỏ. Mà dây này chủ yếu là để sạc cho chiếc bóc. Bởi vì nó không hỗ trợ sạc nhanh cho nên là cái dây này khá là đơn giản. Đây đây. Là bé. À, bây giờ quay trở lại về với chiếc bóc. Bóc này nó đóng mở khá là dễ. Nó có một nút ở đây, bạn gạt lên là bạn mở. Đây là cái màn hình LCD của nó. Gạt lên phía trên này để mở. Vậy khi mở thì bạn sẽ không nhìn được cái màn hình nữa. Thiết kế đã hơi buồn cười đã. Nếu mà tụt xuống dưới thì nó sẽ dễ hơn. Kéo xuống dưới này dù sao chúng ta vẫn nhìn được cả màn hình. Đây thì chúng ta lại khi mở chúng ta không bị che khuất màn hình. Cái bóc này của hiện tại của tôi đang có là màu đen. Thì trên thân ghi là Bose E3S SoulSight.com.cn. Có cái logo của SoulSight phía trên này. Mình thấy là nó có một cổng vào 5V, micro USB, hai cổng ra USB, một cái điều khiển. Đây chúng ta sẽ thử cắm điện vào xem nó báo cái màn hình là gì, trong trường hợp không có pin. Nó phải đóng vào thì nó mới hiện màn hình lên được. Hơi khó chịu. No battery. Hơi khá khó nhìn so với khi mà chúng ta sử dụng cái không có pin. Bây giờ chúng ta sẽ thử lắp pin và chúng ta đo test cái tính năng của cái bóc này như là một cái nó sạc dự phòng. Đây tôi có 4 viên pin 8650. Chúng ta sẽ lắp vào xem. Để mở ra thì chúng ta đẩy bẩy nhẹ và kéo nó lên trên như này. Ở đây có một cái dây cũng chưa hình dung được là nó dùng mục đích làm gì. Nó cái bóc này chỉ lắp được 4 pin 18650 thôi. Chỉ một loại pin 18650 thôi. Cái này điều này ghi ngay trên cái phần khay để lắp pin ạ. Có lẽ cái này để cậy pin dễ hơn chăng? Đó, 40 pin. Mình thấy là đây nó báo
5V, đầu ra 5V cộng USB 0 mAh 0A. Cái box này tự tắt sau khoảng độ tầm vài giây. Đây là cái dung lượng của các pin 56%. Và bây giờ chúng ta sẽ thử sạc xem nó sẽ báo cái gì. À, chúng ta sẽ đo luôn cái dòng sạc. Tôi sẽ sử dụng cái thiết bị đo test Huawei ở đây. Xem cái dòng sạc vào nó là bao nhiêu. Đấy, dòng sạc vào ở đây nó chỉ được cỡ khoảng độ tầm hơn 1A một chút. 5V 1,14, 1,15, 1,2, 1. Trên cái box này nó tính cả cái thời gian sạc, thấy đây là 47 giây. Tra kinh nhỉ, trông khá là đẹp mắt, tuy nhiên nó cũng khá là rối. Có thể như vậy, cái box này nó có thể lắp được 1 cho đến 4, bởi vì mỗi một cái đế là một cái ngăn pin độc lập, nó không phụ thuộc vào nhau. Về lý thuyết thì box này có thể là dùng từ 1 cho đến 4 pin, như kiểu một box một pin dự phòng. Thấy là cái dòng sạc hiện tại nó chỉ là 1,2 thôi. Cho 4 pin thì cái dòng sạc này cỡ này là bình thường. Đã thử cái tiếp theo là thử dòng dùng cái này như box sạc, tức là chúng ta sẽ dùng nó để sạc cho một cái thiết bị khác. Đây, chúng ta sẽ thử lấy một cái điện thoại xem nào. Chúng ta sẽ thử sạc cho cái máy tính bảng này. Hai cổng xem nào. 5V 1A, chúng ta sẽ thử khi sạc ở cổng 5V 2A xem báo gì nào. Đấy, như vậy nó lấy đồng thời điện cả 4 pin, dung lượng 4,8% và cái dòng sạc là cỡ khoảng độ 1,48, 1,5A ra ngoài, 1,5A khá là tốt. Thì những cái chiếc móc sạc mà đa năng đa dụng kiểu như này, vừa là sạc một bộ sạc đa dụng lại vừa là một cái pin dự phòng, thì cái chất lượng đầu ra của nó sẽ không thể nào mà tốt như một cái box sạc và chỉ có một tính năng, ví dụ như là cái box sạc dự phòng cả. Cái móc vào này thì nó thiết kế cho riêng cho cái giống là làm cái pin sạc dự phòng thì mạch nó sẽ khác, còn những cái box này thường nó sẽ có nhiều cái cơ chế mà để bảo vệ hơn. Ví dụ cái box này là nó có mấy cơ chế bảo vệ, chẳng hạn như là tự động có cái chip quản lý tự động để ngắt mạch này, bảo vệ quá sạc sạc quá mức, tức là điện áp sạc mà lớn hơn 4,2V nó sẽ được cắt, rồi là bảo vệ chống đoạn mạch và chống bảo vệ là chống sạc và xả cùng một lúc. Một số cái cơ chế của cái box nó sẽ nhiều hơn, như vậy thì cái ngay cái dòng dao nó sẽ kéo lên một chút, nên nó chỉ được cỡ khoảng 1,47 thôi. Bây giờ chúng ta thử kéo xem là cái công suất ra tối đa của một cổng sẽ bao nhiêu. Vì theo cái thông số kỹ thuật thì cổng vào và cổng ra chúng ta là tổng là lớn hơn 3,5 ạ. Để chúng ta thử xem.
làm điều đấy thì chúng ta sẽ thử với cả cái G7T, G7S và kéo cái cổng 2A. Xem nó lên được bao nhiêu. 1,3, 5, 7, 8, 9, 2. Như vậy một cổng 2A chỉ ra được cỡ khoảng độ 2A thôi. 1,8, 1,9 đến 2A. Sử ra cái cổng 1A. Đây chúng ta có một cổng 1A nữa bên này. Chúng ta sẽ xem là nó lên được mấy A. Cổng 1A này chỉ cỡ được khoảng độ tầm 1,4, 1,3, 1,4A thôi. Với 2A, 1,3 tổng 2. Tổng là cỡ khoảng độ tầm 3,2A. Nếu mà bạn kéo chấp nhận điện áp tụt xuống cỡ khoảng độ 4,5A, 4,5V thì nó cũng ra được tổng là 3,5A max cả hai cổng. Vậy dù với hai cái cổng mà nó có cái điện dòng ra khá là độc lập nhau này, 1A và 2A, như vậy thì nó phù hợp với tất cả các loại thiết bị, từ cái điện thoại mà iPhone bạn có thể cắm một cổng 1A, còn các máy tính bảng và các điện thoại mà có cái dung lượng pin lớn hơn từ 3.000 trở lên với dòng sạc 2A thì bạn có thể cắm một cổng 2A ở đây, khá là tiện. Các bạn, đây là một cái bóc sạc và kèm sạc đa năng cho pin 18650, khá là tiện. Nó có thể sạc đồng thời 4 cổng độc lập, 4 ngăn độc lập. Tức là trong trường hợp mà bạn tháo lấy ra, ví dụ như sạc của hai pin này, thì chúng ta vẫn nó trở thành một cái bộ sạc với cả hai pin. Hai pin thì chỉ còn hai pin đang được sạc rồi. Thường cái bóc này thì người ta hay dùng làm sạc là chính. SoSai này nổi tiếng về là cái bộ sạc. Còn trong trường hợp mà bạn cần, ví dụ như là bạn đi đâu chơi thì tiện, cả cái bộ sạc này nó cũng có thể làm chức năng làm pin dự phòng. Tuy nhiên thì cái chức năng pin dự phòng nó không được đánh giá cao lắm so với cái chức năng làm bộ sạc. 132. Mỗi cổng là một cổng, mỗi mỗi pin là một cái đế độc lập. Chưa, các bạn đã theo dõi.